โอเคบาดថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងអាប់ដេតសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបង្ហាញបងប្អូនអំពីការបិទច្រកទូដើម្បីបង្កើតស្វមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល 6 ថ្ងៃដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ពីថ្ងៃ12មកឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី 13 ខ្ញុំប្រហែលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាសភាពវាយ៉ាងណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងបានឃើញហើយបើសិនជារបស់គ្នាបានដាក់បាទដោយតែខ្ញុំដែរហ្នឹងគឺវាបានដោយតែគ្នាទេ ແຕ່ສາຍກໍາກໍນັ້ນວີຕໍ່ມານຖືສະບົກມາດຽບຈອມຖືສວມນະຫຼາຍເດບາດເຈົ້າຂ້ອຍຕ້ອງບັງຫາຍຫມອງບ່ອນໂອເຄບາດນີ້ຄືຕູ້ເມຮຽນນີ້ບາດຍົກບັງຫາຍໃຫ້ແຕ່ປີថ្ងៃທີ 12 ຂ້າຍ 3 ມາບາດລະບາດນີ້ສະພຽບ và rất nhiều việc bài mình đang ấy hay bật cái mỏ bật ấy thơ cả muốn thôi ấy làng đôi khi nữa và phần tay vì ở toàn phở phin xe thì bà ấy chấm lấy lấy đã thay tiết cả muốn nhưng chia tôi có này và ta lấy đại chấm lấy ấy anh ấy chấm lấy đấy mà anh chớ ngày bà con được chấm chay nắng bạn chẳng tu này cứ bà miên phong mẹ đây là tạm rốn tôi nắng bà bàn tay bây giờ toàn phơ swarm xe nó lời thì bà việc còn đã bà việc còn đã bật tà thon là tới việc phơ cầm muôn đang đỡ bà chắc chắn là hai bọn con đã bị bay được con đấy bạn chẳng cứ dừng chăm mơ mà để giải tiết thả tôi về giang mạch mà về những ảnh làng swarm tôi để dừng krong tục bạn đó và đang bật về tôi với bạn chẳng xem update for mình bạn trẻ tông năng lượng mê riêng nâng bạn tu mê riêng này xong bạn bằng hai bóng ôn mạnh mạnh chẳng vì mẹ bận ngày bà mẹ bỏ phố bạn đang bị vua thế ngày thì đồng bút nhỏ màn màu thì bà ngày thì đồng bấy nick trong thử màu bà thử update bà thử update bọn miền chú bóng phố chẳng nè bạn chẳng chúc nên là video bật tỏa tiết hãy chạm mơ phí sự hiệu ca này swarm năng thả ta bên swarm rồi ạ.